Chào anh em, thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Với công nghệ hiện đại như hiện nay, anh em nào có sân chơi hoặc là tạo được sân chơi, anh em dùng công nghệ của chúng tôi, anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Thì ở những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, Messenger trên Facebook. Thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa Zalo. Với anh em nào mà dùng cái ứng dụng phần mềm nào thì chúng tôi cung cấp tất cả những ứng dụng phần mềm đó cho anh em nhé. Thì trước khi test phần mềm tôi bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo, tôi sẽ ghi những nội dung tin nhắn anh em nhé. Tôi sẽ ghi là lô này 22 33 44 nhân 5 triệu. Thế anh em có thể là ghi thoải mái về ký tự anh em nhé. Đấy, thoải mái về ký tự này. Đấy, đề 11 22 33. Đấy, thì một lát sau này đấy, tôi sẽ đánh là lô 22 33 44, thì tôi sẽ chỉ sửa một con thôi, tôi sẽ chuyển thành 44 thành con 55 hoặc 66 chẳng hạn, ví dụ như thế anh em nhé. Đấy, đề 1122 33. Đấy, thì tôi sẽ chỉ sửa một con thôi, hoặc là tôi sẽ ghi thêm con 44 đi. Đấy, 44 đấy, nhân cho là 10 triệu anh em nhé. Đấy, thì một lát sau tôi sẽ chỉnh sửa một con 44 này thành con khác. Thì có rất nhiều cái cách chơi. Đấy, tùy vào anh em muốn knock out thì anh em đánh lớn, mà anh em muốn đánh ăn dai dẳng thì anh em đánh nhỏ. Đấy, anh em ghi rất nhiều con ra, hoặc là 10, 20, 30 tin nhắn. Đấy, anh em chỉ sửa một số con thôi, mình ăn dần dần anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Tôi sẽ mở máy chủ lô ra này. Đấy, đây anh em này, lô 22 33 44 55, 22 33 44. Thì đấy, tôi sẽ sửa thành con khác anh em nhé. Thì thông thường chú lô họ sẽ copy lại và ok cho mình, và ok này. Đấy, thì là một lát sau tôi sẽ chỉnh sửa thành 44 thành con khác, và đề 44 thành con khác anh em nhé. Copy và gửi lại cho mình này. Đấy, thì bên máy mình sẽ nhận được cái tin nhắn của họ anh em nhé. Cho anh em xem hai nội dung trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, lô 2 33 44. Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa một con khác thôi anh em nhé. Đấy, vào lúc là 15:42 này, 15:42 này anh em này. Đấy, gửi đi vào lúc 15:41. Đấy, họ ok lại mình là 15:42 anh em nhé. Tôi sẽ để đây là một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, là cái khi mình chỉnh sửa anh em nhé, thì vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Đấy là 2 phút 53, tôi sẽ để thành 4 phút gì đó. Đấy, thì anh em xem clip, anh em đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like, thì anh em sẽ là người biết trước với công nghệ của chúng tôi. Đấy, khi công nghệ mới thì anh em sẽ là người cập nhật video mới nhất. Đấy, thì anh em biết những cái phần mềm mới anh em áp dụng anh em chơi. Đấy, thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được. Đấy, chúng tôi có những cái đội ngũ nhân viên cao cấp xâm nhập máy của anh em và cài trực tiếp máy của anh em. Đấy, với khu vực Việt Nam, đấy, anh em qua bến xe miền Đông, đấy, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm. Ở khu vực miền Bắc, đấy, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm. Đấy, với anh em nào một thời gian bận mà không lên được thì chúng tôi cho những đội ngũ nhân viên cao cấp để xâm nhập máy của anh em. Đấy, và cài cho anh em nhé. Thì ở những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em rất nhiều những cái ứng dụng phần mềm, ví dụ như WeChat này, Line, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook, hoặc là tin nhắn SMS tổng đài, tin nhắn thường anh em nhé. Thì chúng tôi cung cấp tất cả những cái phần mềm mà anh em yêu cầu, ví dụ như hack game bầu cua, tất cả những cái dụng cụ hack về phần mềm chúng tôi cung cấp tất cả được cho anh em. Đấy, Bây giờ là 4 phút 19 rồi, tôi sẽ để là 4 phút 30, tôi chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, ok, 4 phút 30 thì khi tôi chỉnh sửa tôi sẽ giấu cái phần mềm đi để cho anh em giữ bảo mật cho anh em và cũng như cho bên trung tâm chúng tôi. Đấy, anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Còn hình thức và cách thức chỉnh sửa nó cực kỳ là nhanh, anh em chỉ cần vào phần mềm của chúng tôi. Đấy, anh em thay thế bằng những nội dung tin nhắn khác anh em nhé. Đấy, anh em chú ý máy chủ lô là bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Ok, thì bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em thấy cái nội dung tin nhắn đã được chỉnh sửa và cái thời gian nó cũng còn giữ nguyên cái mốc thời gian bắt đầu gửi không anh em nhé. Ok. Đấy, anh em này, Zalo này, tôi vào này, Zalo này. Đấy, sẽ cho anh em xem này. Lô 223344. Đấy, tôi đã chuyển sửa một con rồi. Đấy, sửa con 87 anh em nhé. 23344. Đấy, tôi đã sửa thành con 58 anh em nhé. Đấy, nhân 10 triệu này. Đấy, nhân 10 triệu này. Thời gian 15 giờ 42. Ok lại. Gửi đi là 15 giờ 41 anh em nhé. Đấy, anh em này, thì anh em nào mà chưa tua lại khúc đầu thì tôi chưa chỉnh sửa đấy anh em xem. Đấy, nick Zalo này vào lúc 15 giờ 41 ngày 17 tháng 3 2020 anh em nhé. Đấy, ok chưa? Với công cụ và phần mềm này thì anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi thì chắc chắn anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Đấy. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip. Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp. Thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này nó có tác dụng như nào? Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Thì tác dụng của phần mềm đánh lô đề bịp này là cái phần mềm này là phù hợp cho anh em chơi lô đề qua gửi tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em gửi tin nhắn Messenger trên Facebook này, đấy, tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài thì cái phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn. Đấy, như hôm nay nó về 15 này anh em này, thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này nó hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào. Đấy, đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm. Đấy, thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này, tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Lô 11 22 33 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 này anh em nhé. Một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này. Đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé. 10 triệu này. Đấy, anh em xem này, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé. Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé. Đấy, tôi gửi này. Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này. Đấy, đã nhận nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020 anh em nhé. Anh em nhìn rõ này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Đấy, copy này. Đấy, và dán và ok lại. Ok này. Đấy, tôi sẽ mở cái này. Đấy. Dán ok lại anh em này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Dán ok lại nhé. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình, có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhé. Đấy, bên máy mình đã nhận được này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhé, tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhé. Đấy, anh em này. Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1000 điểm. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em đấy cái thời gian khi chỉnh sửa đấy, nó sẽ không thay đổi. Thì vừa nãy là tôi đã đánh là 112233 lô đấy, đề là 16 anh em nhá, nhưng mà hiện tại là nó về 15 này, nó không có những con 112233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành những con trúng anh em nhá. Bây giờ là 3 phút 09:10 này. Đấy, 3 phút 12 giây thì tôi sẽ để lên là 4 phút 30 hoặc là 5 phút gì đó. Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi đấy, cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net này. Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm. Còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 09165144. Đấy, anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện thì làm như thế nào. Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn. Đấy, khi có vấn đề đấy, thì các bạn chỉ cần xóa phần mềm đi coi như là vô tang, thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm. Đấy, là một lần thứ hai là tính phí 10% các bạn nhé. Có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok, là vô tang anh em nhé, là không để lại tang tích gì. Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, để anh em thấy cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, vừa nãy là lô 112233 đấy, đề là 16 thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành là đề là 15 và 646684 anh em nhé. Chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này 646684 đề, tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy. Các bạn chú ý nhé. Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được. Thì các bạn có nhu cầu đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 09165144 thì chúng tôi sẽ cho các bạn vào test trực tiếp phần mềm cho các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15 đấy, lô là 646684 anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, các bạn chú ý này, bên máy chủ lô này. Ok các bạn nhé, các bạn chú ý bên máy chủ lô nhé. Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy. Thì cái đề này vừa nãy mình đánh 16 nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa bạch thủ cho các bạn. Đấy. Thì cho các bạn xem này, tôi đã chỉnh sửa xong này. Đấy. Tôi sẽ vào Zalo này, sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé. Bạn chú ý này, đề lô 7576 đã sửa thành 7576 74, 75, 76 nha. Đấy. Đề đã chuyển thành 15 con trúng nha anh em nhé. Đấy. Giờ này là 11 giờ 11 giờ linh 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020. Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian, đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa, các bạn xem lại thời gian nhé. Khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên. Đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa là vẫn giữ nguyên được cái mốc giờ nha anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn, lô đề. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem clip.